Mai cả nhà đi tham quan trại rắn Đồng Tâm nha. Bây giờ đó đầu vô trong cổng à. Vé rồi chị. Xin chào mọi người nha. Đây là cái con rắn cặp nông. Rắn cực độc luôn. Con rắn này là nghe nói là nó cắn là trong vòng chưa tới 20 bước chân là mình chết. Xương của nó nhìn cái góc xương của nó nhìn ghê thật. Cái đây cận cảnh cái con rắn cặp nông à. Cái lưng của nó có một cái góc cận ghê thật chứ. Cái con mà một cái khoang màu trắng á. Cái con màu trắng á là gọi là con cặp đi. Ồ, có con rắn hổ nữa kìa. Đâu? Rắn hổ mang. Ồ, cẩn thận nha. Rồi, tiếp tục thôi. Đây là con vượn má vàng. Con đen, con trắng hả? À. Con cái lồng mà. Hả? Cái lồng, nó không có tại dài ghê luôn à. Tham quan chuồng cá sấu. Ở đây có một em đang nằm ngủ. Sấu nhìn ghê thiệt, da dày quá. Còn đây là con chim ưng Ấn Độ nha các bạn. Đúng là vua của loài chim. Nhìn bự ghê. Bây giờ mình vô đây mình tham quan cái chuồng của mấy con trăng nha. Con trăng ghê. Trăng này các bạn ơi. Trăng nhìn ghê. Ồ, trời ơi, con này bự quá ta. Con này chắc cả hơn 100 kg quá, to quá. Đây là cái chuồng mà nuôi trăng nè cả nhà ơi. Đây con như con trăng đang lột da, nó có cái có một cái lớp da của nó. Ồ, đây có một con trăng màu vàng khè. Đây là cái chuồng mấy con rắn ráo. Nó bà con với mấy con rắn lục đây trầu ơi, đó rồi nó ở trên mấy cái ngọn cây này nè cả nhà ơi. Chu trời ơi, nó ở đây trên mấy cây nó lột xác. Ồ. Nó đang nhìn về hướng mình, có khi nào nó phóng một pháo màu tới đây không ta? Trời đất ơi. Đây. Rắn này hả? Rắn này rắn hổ, rắn ráo mà nó cũng có tên là gọi là rắn hổ lãi. Rắn hổ lãi. Rắn hổ lãi. Nó giống như con lãi vậy đó. Trời ơi đây nè. Ba con ngóc cái đầu lên giống như là trong phim mà giống như mấy anh khủng long. Ồ nó lột da rồi. Đây nó bơi. Đây bây giờ mình chuyển qua một cái chuồng kế bên. Đây là rắn lục dồ nha cả nhà. Nhưng mà đây để quay cho cả nhà xem cái con rắn lục đuôi đỏ nha. Đây là rắn kịch. Con rắn lục đuôi đỏ này nó độc lắm nha. Con này là rất là nhiều người bị nó cắn đây nè. Con rắn lục đuôi đỏ nè.
Đây nó nằm đây con à. Trời ơi, nó phóng qua như chơi đó chứ. Nè, sát quá cả nhà ơi. Đúng rồi, cái này. Này có từ từ đây tới bàn tay mình khoảng chừng có hơn 1,5 mét thôi mà nó mấy con rắn này nó phóng một cái một chắc có lẽ là có thể là chúng rồi. Trời đất ơi. Đây mấy con rắn lục đuôi đỏ này cả nhà ơi. Đây là nó quấn đây trên lá luôn. Bé con. Con này nó tăng động quá. Ý nhìn vô mặt thôi con biết con là con trai con gái rồi. Đây nó mổ nó tính mổ cái điện thoại của mình nè các bạn ơi. Để tính mổ cái điện thoại của mình. Đây là đà điểu châu Úc. Bắt châu Úc nha các bạn. Giống chim không bao giờ biết bay, chỉ biết chạy thôi. Kìa, con gà Tây nữa kìa. Bây giờ mình tiếp tục tham quan cái chuồng chuồng vàng nha các bạn. Để coi con chồn đâu rồi. Ồ, nó đây. Cái con... con hồ ly tinh đây. Chuồng hồi quá. Nó đây nó nằm ngủ dưới gốc cây cả nhà ơi. Đây để quay cái này cho dễ thôi. Đó. Con chồm. Hồi quá. Trời con chồm mà cũng có con mèo. Đây là con mèo rừng. Giờ mình tham quan cái chuồng rái cá vuốt bé nha cả nhà ơi. Đây nó đây. Rái cá dễ thương quá. Đây là con rái cá nè. Dễ thương quá. Đó mấy con rái cá đây.
thú có móng vuốt. Giờ mình tham quan loài khỉ nha. Lưu ý không chụp ảnh, quay phim chụp ảnh để gần. Để gần nó chợp lắm. Để gần là mất cái điện thoại nha nha cả nhà. Đây con khỉ mặt đỏ nè, nó có cái chùm râu ngộ lắm nè. À, đây 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 đây. Con khỉ này nó giống con khỉ này nhìn cái mặt của nó giống mấy bộ tộc. Ê, má ơi. Lý niệm lau cá lắm á. Ồ, má ơi. Nó đã vậy nó còn xì cái hơi nữa, hôi quá. Con khỉ này nó hung hăng lắm à cả nhà. Hồi nãy nó mới vừa bay lại chụp mình mà hơi là có cái hàng rào 70, chứ nếu mà không có chắc có lẽ là không biết chuyện gì xảy ra. Coi chừng nó phun nước miếng á. Mà nhìn con khỉ này nó có cái chùm râu nhìn giống như là mấy ông già ha. Mời chết bà. Con nè. Con này hung hăng lắm nha. Con này nếu mà ở ngoài đường ngoài rừng chắc có lẽ là nó bay là nó quất mình đó. Nó lắc cái cây đâu mọi người. Nó hồn nó là sức mạnh của nó là vậy. Nè nè con nè, con này nó chuẩn bị nó chơi mình nè. Nè nè. Bây giờ mình tham quan cái chùa rùa răng, cò quắm đầu đen, biên điển, chim le le, vịt trời. Cái chùa này chùa này tổng hợp luôn, nãy đứng ngay chuồng khỉ thôi quá. Đây là người ta hay dùng cái từ le le, là le le vịt trời là nó đây các bạn ơi. Con le le là con kia kìa.